Sau thời gian dài cua bị bệnh và chết trên diện rộng thì những ngày này các hộ nuôi cua ở Cà Mau đã tập trung thả bù đợt đầu tiên trong vụ nuôi mới. Những cơn mưa đầu mùa đã giúp hạ nhiệt và làm giảm độ mặn trong vuông và kỳ vọng vụ nuôi mới sẽ thuận lợi và khả quan hơn. Năm nay, tình trạng nắng nóng mùa khô kéo dài hơn so với mọi năm. Thời điểm thả giống lần này trễ hơn so với những năm trước gần cả tháng và cũng là đợt thả bù khoảng cách lâu nhất tới gần 3 tháng tính từ đợt thả trước. Do nuôi thả tự nhiên, diện tích rộng nên đa phần các hộ đều ít xử lý diệt khuẩn ao nuôi hay cắt dụ chặn mầm bệnh theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Dù vậy, bà con cũng an tâm hơn vì tin chắc lượng mưa tới đây sẽ đủ lớn, đảm bảo vuông nuôi không còn mặn cao khiến dịch bệnh không còn tái phát gây hại. Theo khảo sát của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau, tính đến đầu tháng 4, diện tích cua bị chết bất thường gần 2.000 hecta, tập trung tại các huyện Đầm Dơi, Nam Căn và Ngọc Hiển. Nhiều vuông nuôi bị thiệt hại tới 70%, nhưng hiện vẫn chưa có giải pháp phòng trị hiệu quả.